Một tuần trôi qua từ khi Ukraine tuyên bố phản công ở Đông Bắc, cục diện hiện giờ ra sao? Tổng thống Nga Vladimir Putin có tuyên bố chính thức gì về việc này? Mỹ và phương Tây không vội mừng, thay vào đó tính kế sách lâu dài, lo ngại xung đột còn kéo dài, khốc liệt, và Nga có thể tận dụng ưu thế trong mùa đông sắp tới. Các diễn biến đáng chú ý khác về xung đột ở Đông Âu. Nga cảnh báo Mỹ vượt lằn ranh đỏ nếu cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Đồng thời, Điện Kremlin nói rõ tham vọng gia nhập NATO của Ukraine vẫn là mối đe dọa với Nga. Cựu Tổng thống Nga nói NATO và Kiev đang khơi mào thế chiến thứ ba. Trong khi đó, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng chứng kiến màn so găng ngày càng quyết liệt của hai siêu cường Mỹ-Trung. Mới đây, Mỹ được cho là đã tạo áp lực để EU áp gói trừng phạt mới lên Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc cũng trừng phạt CEO hai hãng quốc phòng Mỹ liên quan thương vụ vũ khí với Đài Bắc. Ngoài ra, Trung Quốc phản đối Ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ủng hộ đảo Đài Loan. Khi Bắc Kinh ngày càng chứng minh được quyền lực về kinh tế quân sự, thì các cường quốc châu Âu cũng phô diễn sức mạnh không quân ở khu vực. Cụ thể ra sao? Nga, Trung Quốc tiếp tục bắt chặt tay như thế nào để cùng chống lại sức ép của phương Tây? Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới trong tuần ngay sau đây. Thu Hiền rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Thế giới trong tuần. Thưa quý vị, một tuần đã trôi qua kể từ khi Ukraine báo cáo phản công, tái kiểm soát một phần lãnh thổ tỉnh Kharkov. Tuy nhiên, phương Tây vẫn tỏ ra thận trọng và cho rằng đòn phản công không tạo nên một làn sóng mới, làm thay đổi cục diện của cuộc xung đột. Theo đó, thì Mỹ và đồng minh vẫn phải tính kế sách lâu dài và đổ thêm nhiều vũ khí vào Ukraine. Vậy phía Nga có những phản ứng như thế nào? Ngoài ra, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong hơn 2 năm và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để củng cố mối quan hệ song phương. Liệu sự gắn kết này của hai cường quốc có tác động gì đến tình hình an ninh và trật tự thế giới hay không? Mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Mở đầu chương trình hôm nay là về thành phố Izum, nơi quân Ukraine vừa tuyên bố tái kiểm soát trong thời gian gần đây. Vào ngày 14 tháng 9, Tổng thống Ukraine ông Zelensky bất ngờ đến thăm khu vực và đưa ra cam kết sẽ dẫn dắt đất nước đi tới chiến thắng. Trong khi đó, phương Tây và Nga đã có phản ứng ra sao về cục diện này? Tổng thống Zelensky ngày 14 tháng 9 đã có chuyến thăm bất ngờ đến thành phố Izum, nơi mà trước đó 4 ngày vẫn còn là trung tâm hậu cần quan trọng của Nga ở khu vực. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky nói lá cờ xanh vàng của chúng ta đã tung bay ở Izum và quốc kỳ sẽ còn tung bay như vậy ở tất cả thành phố và làng mạc của Ukraine. Nhưng hiện giờ, trên con đường chính của Izum không có tòa nào còn nguyên vẹn, theo Reuters. Ông Zelensky nói với phóng viên, cảnh tượng thảm khốc vẫn không gây sốc cho tôi vì đã nhìn thấy cảnh tàn phá tương tự ở xung quanh thủ đô Kyiv vào giai đoạn đầu xung đột. Tổng thống Ukraine cho biết thêm, quân đội đất nước ông đã tái kiểm soát khoảng 8.000 km2 lãnh thổ trong nửa đầu tháng 9 này. Nhưng báo cáo của phía Kyiv đã khiến một số quan chức phương Tây hoan nghênh, mặc dù các nhà lãnh đạo nói rằng còn quá sớm để biết liệu Ukraine có thể bảo vệ được kết quả bước đầu hay không. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, rõ ràng là người Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể, nhưng tôi nghĩ rằng chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nói với Reuters rằng còn quá sớm để nói liệu kết quả đáng chú ý của Ukraine có đánh dấu một bước ngoặt trong xung đột hay không, vì vẫn rõ phản ứng đáp trả sắp tới của Moscow. Theo Reuters, Nga vẫn kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine ở phía Nam và phía Đông, nhưng lực lượng của Kyiv vẫn đang tấn công ở cả hai khu vực này. Ngày 13 tháng 9, hãng tin TASS trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ở tỉnh Kharkov, Nga đã triển khai các trực thăng tấn công Mi-35 thuộc chiến khu miền Tây, tiến hành hơn 5 chuyến tuần tra chiến đấu mỗi ngày để ngăn cản Ukraine phản công. Một sự việc rất đáng chú ý là phía Ukraine vào ngày 15 tháng 9 đã báo cáo phát hiện ngôi mộ chứa 440 thi thể ở miền đông thành phố Izum thuộc tỉnh Kharkov. Phản ứng với thông tin gây sốc này, thì Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 16 tháng 9 cho biết họ đang có kế hoạch điều giám sát viên đến Izum để xem xét tình hình cụ thể. Bà Lee Strosser, phát ngôn viên Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói với phóng viên tại Geneva vào hôm 16 tháng 9. Các đồng nghiệp của chúng tôi thuộc phái Bộ Giám sát Nhân quyền ở Ukraine đang theo dõi sát sao những cáo buộc vi phạm mới đây. Họ sẽ có chuyến thị sát đến Izum và làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân. Hiện thông tin về chuyến thăm Izum của Phái đoàn Liên Hiệp Quốc chưa được công bố chi tiết. Trước đó một ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết
giới chức nước này dự tính sẽ đưa các nhà báo trong nước và quốc tế đến Izmir để cho thế giới biết rõ những gì đang thực sự xảy ra. Bên cạnh đó, ông Zelensky còn mô tả phát hiện mới tại Izmir tương tự sự cố xảy ra ở thị trấn Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev vào hồi tháng 4. Vào thời điểm đó, Ukraine đã cáo buộc Nga gây hại dân thường, nhưng Moscow đã bác bỏ mọi liên quan và khẳng định mọi thứ do Kiev tự dàn dựng. Sau khi Ukraine báo cáo phản công quân Nga ở miền Đông Bắc, thì nhiều ý kiến thắc mắc liệu Moscow có tiến hành tổng động viên toàn quốc cho chiến dịch quân sự đặc biệt hay không. Trả lời câu hỏi này, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov vào ngày 13 tháng 9 nói rằng chính phủ Nga không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc điều động quân sự vào thời điểm hiện tại. Điều này có nghĩa là Moscow chưa có kế hoạch dồn toàn lực vào xung đột Ukraine. RT đưa tin quân đội Moscow đã rút khỏi một số khu vực ở Kharkiv để tập hợp lực lượng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đó là động thái cần thiết để Moscow tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Peskov cũng nói rằng Nga hiện không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc huy động lực lượng. Ông cũng tỏ ra xem nhẹ một số chỉ trích về cuộc lui binh của Moscow gần đây và những bước tiến của Ukraine ở Kharkiv. Vị phát ngôn viên cho biết công chúng Nga ủng hộ quyết định tấn công Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin và rất nhạy cảm với các sự kiện ở mặt trận này. Điều đó có nghĩa là không ít người sẽ hoang mang trước cuộc rút quân của Moscow hồi tuần trước. Tuy nhiên, theo ông, những lời chỉ trích như vậy là bình thường giữa thế giới đa chiều, miễn là chúng nằm trong ranh giới pháp lý. Theo RT, trong nhiều tháng, phương Tây liên tục dự đoán rằng Nga sẽ sớm tổng động viên toàn quốc. Hồi tháng 5, giới chuyên gia phương Tây cũng cho rằng Nga sẽ chính thức tuyên chiến với Ukraine khi tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc xã. Tuy nhiên, đến nay, Moscow vẫn chưa có bất cứ động thái nào như vậy. Hãng thông tấn Sputnik của Nga đưa tin vào hôm 16 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức đưa ra phản ứng với các tuyên bố của chính quyền Kiev về cuộc phản công của lực lượng Ukraine. Cụ thể, thì ông Putin đã phát biểu, chính quyền Kiev đã thông báo rằng họ đã bắt đầu và đang tiến hành một chiến dịch phản công hiệu quả. Chúng ta hãy cùng chờ xem nó diễn ra và kết thúc như thế nào. Trước đó, vào ngày 10 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố quyết định tập hợp quân đội ở vùng Balaklia và Izium về hướng Donetsk. Với mục tiêu này, chiến dịch cắt giảm và bố trí lại nhóm quân thuộc hai vùng Izium và Balaklia sang vùng lãnh thổ Donetsk đã được tiến hành. Trong bối cảnh đó, người đứng đầu chính quyền quân sự dân sự của khu vực Kharkov, ông Vitaly Ganchev, đã khuyến cáo cư dân di tản khỏi khu vực để cứu lấy bản thân vì tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, khi phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại thành phố Samarkand của Uzbekistan, Tổng thống Putin còn tuyên bố Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn trước các cuộc phản công của Ukraine. Ông nói, gần đây, các lực lượng vũ trang Nga đã đáp trả mạnh mẽ. Hãy cho rằng đó là một lời cảnh báo. Nếu tình hình tiếp tục diễn biến như thế này, thì Ukraine sẽ phải nhận hậu quả tồi tệ hơn. Ông Putin cũng cho biết Nga đang dần nắm quyền kiểm soát các khu vực mới của Ukraine. Khi được hỏi liệu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine có cần điều chỉnh sau những đợt phản công của Ukraine hay không, Tổng thống Putin nói, kế hoạch này không cần điều chỉnh. Ông Putin vẫn quyết định duy trì hiện trạng quân đội khi phải đối mặt với những lời thúc giục từ những người trung thành nhất của mình trên các kênh truyền thông nhà nước, nhằm yêu cầu ông củng cố lại quân sự tại Ukraine và không được khoan nhượng trước đối phương. Và một lần nữa, ông Putin khẳng định sự can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine như một bước đi cần thiết để ngăn chặn điều mà ông cho là âm mưu của phương Tây nhằm chia rẽ nước Nga. Ông nói rằng mục tiêu cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vẫn không thay đổi, nên Moscow không cần vội vàng. Tờ Politico vào hôm 14 tháng 9 dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết vũ khí của Đức đóng vai trò quyết định trong cuộc phản công của Ukraine gần đây. Thậm chí Berlin đã chuyển đi cả loại thiết bị hiện đại mà quân đội Đức cũng chưa sử dụng. Dù vậy, thì nhà lãnh đạo Đức cũng thẳng thừng từ chối hỗ trợ một vài vũ khí mà Ukraine liên tục kêu gọi. Mối quan hệ giữa Berlin và Kiev xem ra vẫn rất phức tạp. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin, ông Scholz nói rõ về những vũ khí mà Đức giao cho Ukraine. Theo Politico trích danh sách của chính phủ, Berlin đã cung cấp 10 pháo tự hành PZH-2000, 24 pháo phòng không Gepard và nhiều loại vũ khí hạng nhẹ khác nhau. Ông Scholz nói, có thể nói rằng chính những vũ khí mà Đức cung cấp cho Ukraine có tính chất quyết định đến diễn tiến của xung đột ở Ukraine và chúng đã tạo ra sự khác biệt. Thủ tướng Đức nói thêm Berlin cũng sẽ sớm chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không Iris-T cho Ukraine. Đây là thiết bị hiện đại mà ngay cả quân đội Đức cũng không sử dụng. Mặt khác, thời gian qua cũng có nhiều lời phàn nàn từ phía Ukraine về việc Đức hỗ trợ vũ khí. Ukraine nhiều lần thúc giục chính phủ Đức gửi xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder.
nhưng ông Sko một lần nữa đã bác bỏ việc cung cấp hai vũ khí quân sự trên. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh các bước như vậy cần sự nhất trí của đồng minh và hiện không có quốc gia nào khác gửi xe tăng chiến đấu đến Đông Âu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock vào hôm 14 tháng 9 đã kêu gọi Đức và các đồng minh khác không chỉ hoãn thêm quyết định gửi xe tăng đến Ukraine. Trao đổi với báo chí Đức, bà Baerbock nói, đối với các xe tăng chiến đấu hiện đại, các nước nên cùng đưa ra quyết định. Nhưng xung đột ở Ukraine hiện đang ở giai đoạn quan trọng. Tôi nghĩ cần phải nhanh chóng hành động. Cũng về cuộc phản công vừa qua, thì hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ cho biết những thành công gần đây của Kiev một phần có thể nhờ vào sự huấn luyện của Lầu Năm Góc. Cụ thể, khi phát biểu bên lề cuộc tập trận đa quốc gia ở miền Nam nước Đức, phát ngôn viên lực lượng đặc nhiệm miền Nam châu Âu của quân đội Hoa Kỳ Michael Weissman đã cho biết quân đội Mỹ đã huấn luyện rất nhiều cho lực lượng Ukraine trong 20 năm qua. Ông Weissman lưu ý, một phần đóng góp vào tiến bộ của Ukraine là việc các chỉ huy quân sự nước này đã phá vỡ các khuôn mẫu truyền thống, khơi dậy được tiềm lực của các hạ sĩ quan, đào tạo và trao quyền cho cấp dưới một cách hiệu quả. Đó có thể không phải là toàn bộ yếu tố đem lại thành công cho Kiev thời gian gần đây, nhưng nó cũng góp phần rất lớn. Nhận định về diễn biến sắp tới, đài NHK trích lời một chuyên gia quân sự người Ukraine cho biết chiến dịch phản công của quân đội nước này có lẽ sẽ phải chậm lại, một phần là do Nga sẽ trở nên vô cùng quyết liệt và đáp trả mạnh mẽ. Chuyên gia quân sự Oleksandr Musienko đã trả lời phỏng vấn đài NHK của Nhật Bản vào hôm 14 tháng 9 ở thủ đô Kiev. Ông cho rằng nỗ lực phản công của Ukraine gần đây đã khiến Nga khó khăn hơn trong kiểm soát Donbass. Nhưng nếu quân đội của Moscow rút về phía đông, họ sẽ có được nền tảng hậu cần tốt hơn từ quê nhà Nga. Vì vậy, các đợt phản công tiếp theo của Ukraine sẽ khó khăn hơn. Ngoài ra, chuyên gia quân sự người Ukraine cho rằng Nga sẽ vẫn cố gắng kiểm soát tại một số khu vực của Kharkov trong mùa đông. Ông Musienko cho biết có thể phía Nga nghĩ rằng khi mùa đông đến, họ sẽ có cơ hội để gây sức ép mạnh hơn cho phương Tây về năng lượng. Bằng cách kéo dài xung đột, Moscow có lẽ đang chờ đợi phương Tây mệt mỏi và không còn sẵn sàng giúp đỡ Kiev. Trên đây chỉ là nhận định của một chuyên gia quân sự ở Kiev. Phía Nga không bình luận về kế hoạch cụ thể của họ trong thời gian tới. Thưa quý vị, nhìn lại cuộc phản công của Ukraine thì Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào hôm 16 tháng 9 đã nhận định chiến thuật gần đây của Ukraine đã có hiệu quả cao, nhưng các bên hậu thuẫn cho Kiev phải chuẩn bị tinh thần rằng khói lửa còn kéo dài khốc liệt. Cho đến giờ chưa có dấu hiệu xung đột đang bước vào giai đoạn thoái trào và sắp khép lại. Nói với BBC, ông Stoltenberg cho biết, dĩ nhiên điều vô cùng đáng khích lệ là nhìn thấy lực lượng vũ trang Ukraine có thể tái kiểm soát lãnh thổ và tấn công sâu vào khu vực của quân Nga. Nhưng đồng thời chúng ta phải hiểu rõ, cuộc phản công này không phải là khởi đầu cho một kết thúc của xung đột. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho diễn tiến lâu dài. Gần đây, Kiev và phương Tây liên tục thông tin về cuộc phản công của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kharkov. Tuy nhiên, Nga cho biết đã oanh kích hàng loạt mục tiêu quân sự của Ukraine và vô hiệu hóa nhiều nỗ lực tiến công. Moscow cũng nói rằng đang tập hợp quân để tập trung vào củng cố quyền kiểm soát Donbass. Mặt khác, trang tin RT trích lời Tổng thư ký NATO Stoltenberg bày tỏ lo ngại thông qua việc hỗ trợ cho Ukraine hầu hết thành viên NATO đã vơi đi đáng kể số lượng vũ khí trong kho dự trữ của mình. Ông Stoltenberg hối thúc ngành công nghiệp quốc phòng ở châu Âu phải tăng cường sản xuất, không để cho năng lực phòng thủ bị bào mòn. Theo RT, trích phát biểu của ông Stoltenberg nói với đài CNN vào hôm 15 tháng 9, Tổng thư ký NATO đã ca ngợi các thành viên thể hiện tinh thần thống nhất chưa từng thấy khi ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, sự hỗ trợ quân sự cũng làm hao mòn kho dự trữ vũ khí của chúng ta, khiến chúng rơi xuống mức thấp đáng kể. Vì vậy, một trong những trọng tâm của NATO là làm việc với ngành công nghiệp quốc phòng để tăng cường sản xuất, ông Stoltenberg cho biết thêm. Theo RT, hầu hết thành viên NATO đã cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2, trong đó những nhà cung cấp hào phóng nhất phải kể đến là Mỹ, Anh và Ba Lan. Đầu tháng 9 này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Christine Lambrecht đã khẳng định Berlin đã bàn giao một lượng lớn khó tin các vũ khí trong kho dự trữ của Đức cho Ukraine. Bà nói thêm quân đội Đức đã chạm tới giới hạn về những gì có thể hỗ trợ. Các quan chức hàng đầu Ukraine bao gồm quyền đại sứ nước này ở Berlin, ông Andrei Melnik, vẫn liên tục chỉ trích chính phủ Đức vì thiếu quyết liệt. Phía Kiev khăng khăng nói rằng Berlin nên cung cấp thêm vũ khí hạng nặng, bao gồm xe tăng chiến đấu hiện đại.
Cùng chung quan điểm với Tổng thư ký NATO thì trang AP chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo Mỹ từ Tổng thống Joe Biden cho đến các bộ trưởng đều tỏ ra thận trọng sau khi Ukraine báo tin tái kiểm soát một vùng rộng lớn ở Kharkov. Thay vì ăn mừng thì các quan chức quốc phòng Mỹ đang dự đoán các trận đánh lớn sắp diễn ra, từ đó họ lên kế hoạch cung cấp thêm cho Ukraine vũ khí và sự huấn luyện tỉ mỉ. Cùng lúc thì Nga chắc chắn sẽ có động thái phản ứng mạnh mẽ sau khi vừa từ bỏ một số vị trí ở Kharkov. Theo AP, các quan chức Mỹ hiểu rằng Nga vẫn luôn sở hữu một đội quân quy mô lớn cùng với nhiều nguồn lực quốc phòng. Hiện giờ lực lượng của Moscow vẫn kiểm soát khu vực khổng lồ ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Tôi cảm thấy điều đúng đắn là chúng ta chưa vội mừng vì Nga còn nhiều quân bài mạnh có thể tung ra. AP trích quan điểm của ông Philip Breedlove, một tướng không quân Mỹ về hưu, từng là chỉ huy hàng đầu của NATO từ 2013 đến 2016. Ông nói thêm, Ukraine rõ ràng đang tạo nên những thay đổi bước ngoặt ở miền Đông và miền Bắc, và tôi tin rằng nếu được phương Tây trang bị vũ khí phù hợp, Ukraine có thể bảo vệ các khu vực mà họ vừa tái kiểm soát. Tại Quốc hội Mỹ, các nhà lập pháp cũng đánh giá cao các loại vũ khí như HIMARS và tên lửa chống radar tốc độ cao HAM đã phát huy tác dụng ở Ukraine. Chúng đã được kéo ra chiến trường và tạo nên sự khác biệt. Thượng nghị sĩ Chris Kuhn, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, tuyên bố, ông cho rằng các vũ khí như HIMARS giúp Ukraine có thể thay đổi cục diện một cách đáng kinh ngạc. Theo AP, một quan chức cấp cao ngành quốc phòng Mỹ đang kêu gọi hậu thuẫn Ukraine mạnh mẽ hơn, bao gồm khả năng đào tạo chiến đấu trong môi trường khốc liệt hơn, cũng như huấn luyện các đơn vị Ukraine tác chiến trên quy mô lớn hơn. Washington cũng có thể cân nhắc hỗ trợ thêm các hệ thống phòng không, cũng như các loại máy bay không người lái cho nhiệm vụ tấn công và giám sát. Ukraine vừa tuyên bố phản công và có được thành quả bước đầu khi cuộc xung đột kéo dài hơn 200 ngày. Các quan chức Mỹ vừa nhận đã cung cấp thông tin tình báo giúp Ukraine tiến hành phản công, nhưng Washington không tiết lộ họ nắm được bao nhiêu phần trăm kế hoạch nghi binh của Ukraine. Trước đó, Kiev hô hào phản công ở miền Nam, nhưng thật ra tập trung lực lượng mạnh hơn để đánh vào phòng tuyến của Nga ở miền Đông Bắc. Trong khi đó, ở Moscow, Hạ viện Nga có thể đang xem xét việc triệu tập Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu để điều trần trong một phiên họp kín. Thông tin do nhà lập pháp cấp cao Sergei Mironov của Nga nói với tờ báo Kommersant và được Reuters trích dẫn vào hôm 15 tháng 9. Theo Reuters, việc Hạ viện Nga triệu tập Bộ trưởng Quốc phòng để tự giải trình hầu như không được công bố rộng rãi. Diễn biến trên xảy ra giữa bối cảnh lực lượng Nga đã bị một số nhà phê bình quân sự chỉ trích do việc rút bớt quân tại Kharkov. Nhà lập pháp Mironov thuộc đảng Just Russia vì sự thật cho biết Hạ viện Nga sẽ bàn về việc triệu tập ông Shoigu vào ngày 19 tháng 9 tới. Trước đó, vào hôm 14 tháng 9, ông Mironov đã đăng dòng tweet cho biết đảng của ông đã đề xuất tổ chức phiên họp với ông Shoigu để các đại biểu có thể họp kín và làm rõ những câu hỏi mà họ cũng như người dân quan tâm. Trong một phát biểu đáng chú ý, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ làm mọi cách để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo hãng tin TASS, tuyên bố này được ông Putin đưa ra trong cuộc gặp bên lề với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thuộc khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại thành phố Samarkand, Uzbekistan vào hôm 16 tháng 9. Theo TASS, Tổng thống Putin khẳng định, chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để kết thúc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt, song cũng bày tỏ thái độ tiếc nuối vì phía Ukraine từ chối đàm phán và tuyên bố muốn đạt được mục tiêu bằng vũ lực. Bên cạnh đó, ông Putin cũng đảm bảo với Thủ tướng Modi rằng sẽ thông báo cho Ấn Độ về tình hình ở Ukraine. Tổng thống Putin còn lưu ý Nga và Ấn Độ sẽ luôn tích cực hợp tác trên trường quốc tế và thảo luận về mọi sự kiện trên thế giới, kể cả những tình huống khó khăn. Trước tuyên bố của ông Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói trong cuộc gặp rằng bây giờ không phải là lúc để Nga quá tập trung vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Modi nhấn mạnh vấn đề an ninh lương thực, phân bón và nhiên liệu mới là những mối quan tâm lớn của thế giới hiện nay. Trong tuần qua, ông Putin đã có dịp trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác trong hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO. Đây là một tổ chức liên chính phủ về chính trị, kinh tế và an ninh của khu vực Á-Âu, được thành lập từ năm 2001. Các quốc gia thành viên bao gồm Trung Quốc, Nga, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Năm 2005, SCO đã kết nạp thêm Ấn Độ, Pakistan, Iran và Mông Cổ. Bốn quốc gia này đóng vai trò là quan sát viên của tổ chức. Tiếp tục bàn luận về tiềm lực của các bên trong xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, mới đây thì Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Christine Lambrecht,
cho biết rằng kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga đã chịu tổn thất khá nhiều về quân số và trang thiết bị chiến đấu. Cụ thể, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết, những nhận định cho rằng Nga không có bất kỳ giới hạn nào về phương tiện quân sự đã không còn đúng với thực tế hiện nay. Đồng thời, Bộ trưởng Lambrecht cũng đề cập đến việc Nga đang phải sửa chữa rất nhiều thiết bị và gặp khó khăn trong việc tuyển quân binh và các tình nguyện viên làm việc cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Bà Lambrecht nói, thật thú vị nếu thấy lượng dự trữ còn lại của quân đội Nga lớn đến như thế nào. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng dự trữ quân sự của Moscow ít hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta dự đoán ban đầu. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chủ quan nghĩ rằng Nga sẽ bị đánh bại, vì nước này vẫn còn nhiều biện pháp quân sự khác để tiếp tục cuộc xung đột tại Ukraine. Bà Lambrecht khẳng định Berlin sẵn sàng hỗ trợ Kiev lâu dài. Khi được hỏi liệu bà có kỳ vọng người dân Đức sẽ tiếp tục ủng hộ các lệnh trừng phạt đang áp đặt lên Nga trong mùa đông sắp tới hay không, nữ bộ trưởng nói rằng, chúng ta cần phải cho người dân Đức biết rõ rằng chính phủ sẽ giải quyết những lo ngại hiện hữu của người dân. Đồng thời, tôi tin rằng đa phần người dân Đức vẫn sẽ ủng hộ Ukraine mạnh mẽ. Hiện phía Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi nào về bình luận của bà Christine Lambrecht. Thưa quý vị, như đã nói, Ukraine gần đây liên tục thông báo nhiều đợt phản công thần tốc, chọc thủng phòng tuyến của quân đội Nga. Tuy nhiên, cục diện hiện nay vẫn rất khó lường, lợi thế không nghiêng hẳn về Ukraine. Theo Newsweek, Thủ tướng Ba Lan Mazo Morawiecki đã cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tìm cách lật ngược thế trận bằng chiêu thức khiến Ukraine phá sản. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh chiến lược châu Âu Yalta hồi tuần trước, với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Ba Lan đã ca ngợi rằng quân đội Kiev đã chiến đấu với trái tim quả cảm. Ông lưu ý có vẻ như đối với Điện Kremlin, Ukraine khó có thể dễ dàng đánh bại Nga và giành chiến thắng trong các cuộc giao tranh. Moscow có thể dùng cách khác để khiến Ukraine bất ổn, điển hình là cắt nguồn tài chính của nước này. Theo ông Morawiecki, Moscow có thể tiến hành kế hoạch trên bằng cách tác động đến các đồng minh ngầm của mình ở châu Âu nhằm ngăn cản các nước hỗ trợ tiền cho Kiev. Nga có thể tạo ra một tình huống mà Ukraine có thể phá sản. Điều gì sẽ xảy ra sau đó nếu nhà nước Ukraine không thể trả lương cho binh lính, giáo viên, y tá, bác sĩ và thẩm phán? Đây có thể là một tình huống khiến dư luận Ukraine lung lạc, vị Thủ tướng nói. Theo Newsweek, với nguồn vũ khí tiên tiến mà NATO hỗ trợ, Ukraine đã lấy lại được động lực khi khai thác được các lỗ hổng trong hàng phòng tuyến của Nga ở các khu vực phía Nam và Đông Bắc đất nước. Tuy nhiên, như Tổng thống Zelensky từng cho biết, Kiev đang đối mặt với tình trạng lạm phát hơn 20%, khoản thâm hụt ngân sách hàng năm là 22% GDP, tức khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Ngân sách để tái thiết quốc gia Đông Âu sau xung đột vào khoảng 350 tỷ đô la Mỹ. Những diễn biến trên cho thấy, nếu Nga thực sự tiến hành kế hoạch như Thủ tướng Ba Lan cảnh báo, điều đó không hẳn là khó khả thi. Do đó, ông Morawiecki kêu gọi các đồng minh phương Tây không được ngần ngại viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Vị Thủ tướng nói, nếu nhà hàng xóm bị cháy, thì nhà của bạn vốn dĩ cũng không an toàn. Cũng theo Newsweek, thì ông Morawiecki đã cùng Tổng thống Latvia Egin Levits lên kế hoạch hối thúc các đồng minh EU đẩy nhanh tiến trình Ukraine trở thành thành viên của khối. Hồi tháng 6, thì Kiev đã nhận được tư cách ứng cử viên EU. Nếu được gia nhập khối Liên Âu, thì Kiev sẽ được nhận nhiều khoản tiền hỗ trợ của EU. Theo Newsweek, Ba Lan và các nước láng giềng Baltic đã tỏ ra cứng rắn hơn với Nga so với các đồng minh phương Tây như Pháp hay Đức. Paris và Berlin vẫn đang đi theo đường lối tương đối ôn hòa với hy vọng trở thành các bên trung gian hòa giải giữa Nga-Ukraine. Ông Morawiecki nhấn mạnh, Ukraine đang chiến đấu cho tự do của châu Âu và tương lai thế giới. Vị Thủ tướng thẳng thắn nói rằng, Ý, Đức, Pháp cần thấm nhuần quan điểm trên vì đôi khi nước này có những quan điểm hơi trái ngược. Ông cho rằng sự thiếu quyết đoán, chần chừ, do dự thường chỉ dẫn đến thất bại. Trước các động thái mở rộng viện trợ vũ khí của phương Tây, phía Nga không thể làm ngơ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova vào hôm 15 tháng 9 đã tiếp tục cảnh báo rằng chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở việc phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ khiến xung đột thêm kéo dài và gây nhiều thương vong hơn nữa cho dân thường. Điều này cũng sẽ để Nga và các quốc gia thành viên NATO đến gần hơn với một cuộc đụng độ trực tiếp.
Phát ngôn viên Zakharova nhấn mạnh, nếu Washington kiên quyết cung cấp tên lửa tầm xa, đây sẽ là động thái vượt lằn ranh đỏ của Moscow và Mỹ sẽ trở thành một bên tham gia trực tiếp vào xung đột. Chúng tôi có quyền bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình bằng mọi cách. Tuyên bố trên của bà Zakharova đưa ra vài ngày sau khi có thông tin rằng Ukraine đã gửi Mỹ danh sách 29 loại hệ thống vũ khí và đạn dược mong muốn được nhận để chống lại Nga trong năm 2023. Trong số đó có tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS có tầm bắn xa hơn đáng kể so với các loại đạn pháo thông thường là khoảng 300 km. Tên lửa này có thể được bắn bằng các hệ thống tên lửa đa nòng mà Ukraine hiện có như HIMARS hay M270. Hiện Mỹ chưa đưa ra bình luận về phát ngôn trên của Nga. Dù hai bên đều gánh chịu hậu quả to lớn, nhưng quay lại bàn đàm phán dường như là chuyện bất khả thi vào lúc này. Trái lại, trong một động thái có thể làm tăng mức độ khốc liệt của giao tranh, Điện Kremlin vào hôm 14 tháng 9 cho biết tham vọng gia nhập Liên minh quân sự phương Tây NATO của Ukraine là mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Từ đó, Moscow nhấn mạnh việc tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine là vô cùng cần thiết. Theo Reuters, thông điệp trên được cho là phản ứng của Moscow trước việc Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố bản dự thảo đảm bảo an ninh, trong đó nêu rõ nguyện vọng gia nhập NATO và hưởng lợi từ các thỏa thuận phòng thủ chung. Phát biểu trước báo giới về vấn đề trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã xem xét tài liệu an ninh của Kyiv. Ông khẳng định ý tưởng trở thành thành viên NATO của Ukraine là mối đe dọa chính. Điều này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của việc đảm bảo an ninh và lợi ích quốc gia của Moscow. Được biết, trước khi triển khai hàng chục ngàn binh sĩ đến Ukraine hồi tháng 2, Moscow đã yêu cầu Kyiv và NATO đưa ra đảm bảo pháp lý rằng Ukraine sẽ không bao giờ được phép gia nhập Liên minh quân sự phương Tây. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị NATO và Ukraine bác bỏ. Các nước cho rằng Moscow chỉ kiếm cớ để phát động chiến dịch quân sự đã được lên kế hoạch từ trước nhằm vào nước láng giềng. Nga cho biết nước này cần bảo vệ lợi ích an ninh chính đáng của mình trước sự phớt lờ của NATO. Ông Peskov cũng chỉ trích việc Ukraine dựa vào sự hỗ trợ của phương Tây để đảm bảo an ninh. Vị phát ngôn viên chỉ ra, ông Zelensky có thể tăng cường an ninh cho Kyiv bằng cách nhượng bộ các yêu cầu của Moscow. Đại diện Điện Kremlin nhấn mạnh, ba lãnh đạo Ukraine phải hành động để loại bỏ các mối đe dọa lên Nga. Họ hoàn toàn hiểu rõ nên làm như thế nào. Theo hãng tin TASS, liên quan đến Hiệp ước An ninh Kiev hay còn gọi tắt là Hiệp ước Kiev, mà Ukraine và EU thảo luận vừa qua thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, vào hôm 14 tháng 9 cho rằng hiệp ước đó sẽ kéo cả EU và Kiev xuống vòng xoáy của suy thoái và bất ổn. Bà Zakharova khẳng định rằng việc Mỹ và EU thông qua hiệp ước một cách chóng vánh đã làm lộ bản chất thực sự của EU. Đây là một chiêu bài để các cường quốc phương Tây biến Ukraine thành một chư hầu của mình để đổi lấy sự đảm bảo an ninh và quân sự cho Kyiv. Về lâu dài, Ukraine sẽ mất dần quyền tự chủ trong chính lãnh thổ của mình và sự tồn tại của họ sẽ chỉ phục vụ cho một nhóm các cường quốc. Nga khẳng định sự vong quốc của Ukraine không sớm thì muộn cũng sẽ do chính người Ukraine gây nên. Về phần châu Âu, bà Zakharova khẳng định bất chấp những lợi ích trước mắt mà lục địa giả có thể gặt hái, hiệp ước này sẽ kéo cả châu Âu vào vòng xoáy của suy thoái và bất ổn kinh tế. Cụ thể, châu Âu đang phải oằn mình chống chọi với cơn bão suy thoái và lạm phát tăng phi mã trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc. Để giang tay cứu mạng một Ukraine đang chìm sâu vào khủng hoảng, toàn thể người dân châu Âu phải chấp nhận sự thật vũ vàng rằng tiền thuế mà mình lao động cực nhọc sẽ không còn ở lại trên chính quê hương mình và những phúc lợi xã hội sẽ bị cắt giảm một cách tối đa. Do đó, những bất ổn chính trị, xã hội và kinh tế ở châu lục này sẽ là viễn cảnh không còn xa nữa. Thông điệp trên được phía Nga đưa ra sau khi vào hôm 10 tháng 9, Văn phòng Tổng thống Ukraine phát hành một dự thảo có tiêu đề Hiệp ước An ninh Kyiv nhằm mục đích duy trì và đảm bảo an ninh cho Ukraine. Theo đề xuất này, một thỏa thuận ràng buộc cần được ký kết giữa nhiều bên gồm Ukraine, Mỹ và EU và một số quốc gia khác nhằm thiết lập một lộ trình cũng như các khung pháp lý trong việc đảm bảo an ninh cho quốc gia Đông Âu này hay rộng hơn là toàn lục địa châu Âu. Thực vị Fox News dẫn phát biểu của cựu Tổng thống Nga ông Dmitry Medvedev vào hôm 13 tháng 9 cho biết kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine mà Kiev và NATO cùng công bố mới đây chính là sự kiện mở đầu cho thế chiến thứ ba. Ông Medvedev nhấn mạnh rằng Kiev đã cho ra một kế hoạch bảo đảm an ninh nhưng thực chất chính là khơi mào cho thế chiến thứ ba và tất nhiên sẽ không ai bảo đảm được cho sự an toàn của nước này. Theo ông Medvedev, nếu phương Tây không dừng việc cung cấp vũ khí với số lượng lớn cho Ukraine, sớm muộn gì xung đột cũng sẽ tiến sang một cấp độ khác
và sau đó sẽ ngày càng có nhiều bên tham gia vào cuộc xung đột này. Cựu Tổng thống Nga viết trên trang Telegram của mình rằng nếu điều này xảy ra, phương Tây sẽ không thể ngồi yên và tất cả mọi người sẽ phải chịu một kết quả như nhau. Thưa quý vị, khi xung đột vừa bùng nổ thì nhiều chuyên gia cho rằng đây là sự kiện ảnh hưởng lớn nhất đến cấu trúc an ninh châu Âu trong khoảng 8 thập kỷ. Nhận định này có vẻ vẫn đúng cho đến nay. Một ví dụ là theo trang tin Business Insider chỉ ra, trong khi lo lắng theo dõi diễn biến xung đột, các nước hàng xóm của Ukraine cũng ra sức tăng cường năng lực quốc phòng của mình và ký kết nhiều thỏa thuận an ninh mới bên ngoài khuôn khổ NATO. Mục tiêu cuối cùng của các nước Đông Âu và Bắc Âu này là phải có thể phản ứng thật nhanh trước các tình huống bất ngờ. Theo trang tin Insider, các nước Đông Âu và Bắc Âu với nhiều quốc gia giáp biên giới Nga hoặc từng thuộc Liên Xô cũ trong mấy tháng gần đây đã cảnh báo họ nhất định phải chuẩn bị chống lại đòn tấn công tiềm tàng, ngay cả khi lãnh đạo chính phủ các nước này và giới chuyên gia tin rằng kịch bản bị tấn công như vậy là khó xảy ra. Ông Atis Paprics, Bộ trưởng Quốc phòng của Latvia, một nước thành viên NATO và giáp biên giới Nga vào tháng 7, nói với Insider, ông muốn chính phủ ban hành lại quy định nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhằm phục vụ cho kịch bản Latvia bị tấn công quá bất ngờ, khiến NATO không kịp can thiệp ngay lập tức. Dù là một thành viên NATO, nhưng mối nguy hiểm và thách thức hàng đầu của chúng tôi là Nga có thể tấn công cực kỳ nhanh, ông Fabrics nói. Vì vậy, chúng tôi dĩ nhiên phải tính toán Nga có khả năng điều động bao nhiêu binh sĩ đến biên giới của chúng tôi trong vòng 24 đến 48 giờ, và NATO sẽ cần bao lâu để phản ứng. Từ đó, chúng tôi lập ra kế hoạch chuẩn bị để bảo vệ từng centimet lãnh thổ quốc gia. Theo Insider, các nước nằm gần Nga đã ban hành một loạt chính sách và ký kết nhiều thỏa thuận, bao gồm một hiệp ước quốc phòng mới giữa Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Iceland. Đồng thời, Ba Lan và Cộng hòa Séc cũng bắt tay cam kết tăng cường sức mạnh quân đội hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, ông Hanno Pevkur, nói với Insider, mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi có NATO đứng sau, nhưng Estonia và các hàng xóm Baltic sẽ không ngồi yên và chỉ đợi chờ hành động của NATO. Ông Pevkur cho biết, Estonia đã đầu tư khoảng 800 triệu đô la Mỹ cho quốc phòng trong năm nay, khoản tiền dự kiến còn tăng lên và vị bộ trưởng cũng muốn tăng gấp đôi quy mô lực lượng tình nguyện chiến đấu. Đồng thời, Estonia đang thảo luận với nhiều bên hàng xóm. Ông Pevkur cho biết, hy vọng họ sẽ sớm có một hiệp ước quốc phòng ở khu vực để răn đe Nga hiệu quả hơn. Estonia cần phải sẵn sàng chiến đấu, bộ trưởng nhấn mạnh. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào ngày 16 tháng 9 cũng tuyên bố nước này sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm hàng đầu về an ninh châu Âu và sẽ trở thành quốc gia sở hữu lực lượng được trang bị tốt nhất lục địa. Nhà lãnh đạo Đức nêu rõ, là một quốc gia đông dân nhất với sức mạnh kinh tế mạnh nhất và vị trí nằm giữa lục địa, quân đội chúng tôi phải được trang bị tốt nhất và trở thành nền tảng quốc phòng của châu Âu. Theo ông Scholz, quân đội Đức đã đảm nhận các vai trò như viện trợ nhân đạo, ngăn chặn thiên tai hay hỗ trợ phòng chống đại dịch quá lâu, trong khi nhiệm vụ cốt lõi của họ là bảo vệ sự tự do của châu Âu. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine được xem là một bước ngoặt khiến Đức từ bỏ chính sách đối ngoại và quốc phòng vốn duy trì từ lâu. Đáng chú ý, chỉ vài ngày sau khi xung đột nổ ra, Berlin đã công bố gói ngân sách đặc biệt trị giá 100 tỷ euro để tăng cường năng lực phòng thủ của lực lượng vũ trang, cũng như bù đắp thiếu hụt kinh phí dành cho quốc phòng kéo dài nhiều thập kỷ. Một thông tin đáng chú ý khác về quân đội Nga, theo Reuters, dẫn nguồn Bộ Quốc phòng nước này vào ngày 16 tháng 9 cho biết các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã phóng tên lửa hành trình từ Bắc Cực trong một cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của Moscow nếu như chẳng may xảy ra xung đột ở vùng biển băng phía bắc của đất nước. Cuộc tập trận có tên UMK-2022 diễn ra ở biển Chukchi, Trì, phía đông bắc băng Dương, ngăn cách Nga với bang Alaska của Mỹ. UMK là tên một bộ phim hoạt hình nổi tiếng thời Liên Xô về một chú gấu Bắc Cực nhỏ. Nó cũng có nghĩa là gấu con trong tiếng địa phương, Chukchi và Korigak. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 9 cho biết, hai tàu ngầm hạt nhân Omsk và Novosibirsk đã phóng tên lửa hành trình diệt hạm từ biển Chukchi, đánh trúng mục tiêu cách xa 400 km. Quân đội Nga đăng tải video lên mạng xã hội cho thấy, các tên lửa được phóng từ các chiến hạm hiện diện ở tuyến đường biển phía Bắc, một tuyến vận chuyển thương mại mà Nga khẳng định là phương án thay thế trong tương lai cho các tàu di chuyển giữa châu Âu và châu Á. Theo Reuters, Nga vẫn tiếp tục hàng loạt cuộc tập trận lớn, ngay cả khi một phần lực lượng bộ binh của họ đang thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine. Vào đầu tháng này, Nga tiến hành tập trận Vostok ở vùng Viễn Đông, dù quy mô được báo cáo là đã thu hẹp. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các cuộc tập trận trong tuần này ở Bắc Cực nhằm chứng minh khả năng và sự sẵn sàng của Nga để bảo vệ khu vực bằng mọi biện pháp quân sự. Bên cạnh tên lửa phóng từ tàu ngầm, hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion của Nga cũng phóng nhiều tên lửa tiêu diệt các mục tiêu giả định trên biển ở cách xa 300 km tính từ bán đảo Chukchi, vùng lãnh thổ cực đông của Nga. Nga đánh giá vùng lãnh thổ khổng lồ ở Bắc Cực có tầm quan trọng chiến lược
và suốt nhiều năm đã tăng cường sức mạnh quân sự ở khu vực, gióng lên hồi chuông báo động phương Tây. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi tháng trước cho rằng, việc lực lượng Nga lớn mạnh ở Bắc Cực đặt ra thử thách chiến lược với đồng minh NATO. Giữa lúc mối quan hệ Nga và phương Tây ngày càng sóng gió, thì Moscow lại càng bắt chặt tay với Bắc Kinh. Vào hôm 15 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Moscow để góp phần đem lại sự ổn định và năng lượng tích cực đến với một thế giới đầy hỗn loạn như hiện nay. Reuters cho hay, trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Chủ tịch Tập bày tỏ ông rất vui khi gặp lại người bạn cũ của tôi, ông tuyên bố. Trung Quốc và Nga đã duy trì hiệu quả sự liên lạc chiến lược. Khi đối mặt với những thay đổi của thời đại và lịch sử, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Nga để thể hiện trách nhiệm của một cường quốc giữ vai trò lãnh đạo và đưa tới sự ổn định cho một thế giới hỗn loạn. Tôi cũng rất sẵn sàng nhân cuộc họp này ở Tổ chức Hợp tác Thượng Hải để trao đổi quan điểm về các mối quan hệ song phương, các vấn đề đáng quan tâm về tình hình khu vực và thế giới. Cũng trong cuộc họp, ông Putin đưa ra nhiều tuyên bố đáng chú ý, khẳng định nỗ lực của Mỹ để tạo nên một thế giới đơn cực đang và sẽ thất bại. Ông Tập không đề cập đến Ukraine trong các phát biểu công khai, theo Reuters. Ngoài ra, thông cáo báo chí của Trung Quốc về cuộc họp cũng không nhắc đến khủng hoảng ở quốc gia Đông Âu. Thay vào đó, Bắc Kinh cho biết sẵn sàng ủng hộ Nga về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của nước này. Theo đài nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, Tổng thống Putin cho biết ông hiểu rằng Chủ tịch Tập có những câu hỏi và lo ngại về tình hình ở Ukraine, nhưng đánh giá cao việc Trung Quốc thể hiện lập trường cân bằng về cuộc xung đột. Theo Reuters, Trung Quốc đã không chỉ trích hay tham gia trừng phạt kinh tế Nga. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng gặp không ít khó khăn khi nền kinh tế toàn cầu biến động và họ thận trọng không cung cấp nguyên vật liệu hỗ trợ cho Nga nhằm tránh phương Tây giáng trừng phạt với bản thân nền kinh tế Trung Quốc. Chuyến đi lần này của Chủ tịch Tập đến Kazakhstan và Uzbekistan là lần công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa Nga và nước láng giềng thân thuộc Trung Quốc đang trở nên bền chặt hơn, nổi bật là về lĩnh vực hợp tác an ninh. Theo Reuters, trích lời Bộ Quốc phòng Nga vào hôm 15 tháng 9 cho biết, Hải quân Nga và Trung Quốc đang tổ chức các cuộc tuần tra chung ở Thái Bình Dương, mục tiêu nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ quân sự và ngoại giao giữa hai nước. Tuyên bố trên Telegram Bộ Quốc phòng Nga thông báo, hai bên đang tiến hành các cuộc diễn tập chung, thực hiện các bài tập liên quan đến pháo binh và trực thăng. Các nhiệm vụ của cuộc tuần tra liên quan đến việc tăng cường hợp tác hải quân giữa Nga và Trung Quốc, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giám sát ven biển và bảo vệ các địa điểm kinh tế hàng hải của Nga và Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết hôm 15 tháng 9, theo Reuters, phương Tây đang đứng ngồi không yên trước mối quan hệ hợp tác không giới hạn giữa hai cường quốc quân sự. Các tàu chiến của Nga và Trung Quốc đã tiến hành tuần tra chung đầu tiên ở Tây Thái Bình Dương vào tháng 10 năm ngoái. Nhật Bản gọi động thái này là bất thường và theo dõi chặt chẽ. Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc vẫn căng thẳng do tranh chấp chủ quyền nhóm đảo Senkaku, Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Tokyo cũng có tranh chấp lãnh thổ với Moscow liên quan tới quần đảo Kuril, được Nhật gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Quý vị đang tiếp tục theo dõi Thế giới trong tuần và sau đây là diễn biến an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, Reuters vào hôm 13 tháng 9 cho biết Mỹ đang xem xét một gói trừng phạt nhắm vào Trung Quốc nhằm ngăn nước này tấn công vùng lãnh thổ Đài Loan. Cả Đài Bắc và Washington được cho là đều đang tạo sức ép để Liên minh châu Âu thực thi các lệnh trừng phạt này. Theo Reuters, hiện Mỹ và EU cùng Đài Loan đang bước vào giai đoạn đầu của các cuộc thảo luận về vấn đề trên. Các biện pháp trừng phạt Trung Quốc được đề xuất nhằm đối phó với tình hình căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan, nhất là sau chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Bắc Kinh đã xem đó là một hành động khiêu khích. Mỹ và phần lớn phương Tây đã hạn chế bán một số linh kiện máy tính và thiết bị viễn thông từ Trung Quốc vì lo ngại các hoạt động gián điệp. Chính quyền Tổng thống Joe Biden gần đây cũng hạn chế bán chip trí tuệ nhân tạo cho các công ty Trung Quốc, trừ các doanh nghiệp có giấy phép của Bộ Thương mại Mỹ từ trước. Cựu quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Mỹ, bà Nasa Rikakta, nhận định việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc phức tạp hơn nhiều so với giáng đòn lên Nga, nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ và các đồng minh vẫn đang có quan hệ thương mại với Bắc Kinh. Theo hai nguồn tin của Reuters, các cuộc thảo luận về việc áp lệnh trừng phạt lên Trung Quốc đã được tiến hành kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, vấn đề này càng được xúc tiến nhanh chóng sau những phản ứng của Trung Quốc với chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, bao gồm việc tiến hành các cuộc tập trận rầm rộ. Hiện Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi trực tiếp liên quan đến thông tin trên.
Đáp lại sự ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của Mỹ dành cho Đài Loan, thì Trung Quốc mới đây cho biết đã gửi công hàm phản đối tới Washington sau khi một ủy ban Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật để tăng cường hỗ trợ quân sự cho hòn đảo tự trị. Nếu dự luật này được thúc đẩy xa hơn, nó sẽ tác động mạnh mẽ đến quan hệ Trung Quốc và Mỹ. Theo Reuters, trích lời bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 15 tháng 9, bà Mao khẳng định Trung Quốc sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết nhằm kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Nữ phát ngôn viên cũng mô tả dự luật mới của Mỹ đang gửi đi một tín hiệu sai lầm đến lực lượng đòi ly khai ở Đài Loan. Trước đó, ngày 14 tháng 9, Ủy ban quan hệ đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua đạo luật chính sách Đài Loan năm 2022 với 17 phiếu thuận và 5 phiếu chống. Đây có thể là một tín hiệu tốt cho chính quyền ở Đài Bắc, mặc dù các quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden vẫn có nhiều lo ngại về dự luật, bao gồm khả năng cao Trung Quốc bất bình và có biện pháp đáp trả. Dù sao, việc nghị sĩ lưỡng đảng ở Thượng viện thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ cho dự luật đã phần nào cho thấy Washington ngày càng hậu thuẫn cho Đài Loan một cách mạnh mẽ hơn, thậm chí xem hòn đảo tự trị này là một đồng minh chính của Mỹ bên ngoài NATO, theo Reuters nhận định. Các nghị sĩ ủng hộ dự luật cho biết, khi được ban hành, nó có thể góp phần lớn làm thay đổi chính sách của Mỹ về Đài Loan, đưa mối quan hệ đôi bên lên mức cao nhất kể từ sau đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979. Thượng nghị sĩ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện khẳng định, chúng ta phải rõ ràng về những gì mình phải đối mặt. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh, Mỹ không hề tìm kiếm hay muốn làm leo thang căng thẳng với Bắc Kinh. Từ Đài Bắc, văn phòng nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đã gửi lời cảm ơn Thượng viện Mỹ vì sự ủng hộ mới nhất của họ. Chính quyền đảo Đài Loan cho rằng, dự luật sẽ thúc đẩy hợp tác đôi bên theo nhiều cách khác nhau, bao gồm ở lĩnh vực an ninh và kinh tế. Dự luật sẽ phân bổ 4,5 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ an ninh cho Đài Loan trong vòng 4 năm, cũng như hậu thuẫn hòn đảo tham gia vào các tổ chức quốc tế. Theo Reuters, dự luật cũng thể hiện lời lẽ cứng rắn hơn về áp đặt trừng phạt với Trung Quốc nếu như xảy ra hành động quân sự ở eo biển Đài Loan để sáp nhập hòn đảo về với đại lục. Trung Quốc mới đây còn thông báo áp trừng phạt với Tổng Giám đốc hai công ty quốc phòng Mỹ Boeing Defense và Raytheon do liên quan đến thương vụ vũ khí mà Washington ngày 2 tháng 9 thông báo gửi đến đảo Đài Loan. Reuters dẫn lời bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc họp báo ngày 16 tháng 9 khẳng định việc trừng phạt ông Ted Colbert, giám đốc Boeing Defense và ông Gregory Hayes, sếp công ty Raytheon là nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc. Nữ phát ngôn viên không nói rõ các lệnh trừng phạt cụ thể là gì và sẽ được thực thi như thế nào. Liên quan đến thương vụ vũ khí mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 2 tháng 9, thông báo có thể gửi cho Đài Loan, Reuters cho biết nó bao gồm 60 tên lửa diệt hạm, 100 tên lửa không đối không với các nhà thầu lần lượt là Boeing Defense và Raytheon. Trung Quốc trước đó đã trừng phạt Raytheon, Boeing Defense cùng nhiều cá nhân không công bố danh tính có liên quan đến các thương vụ vũ khí giữa Washington với Đài Bắc. Tuy nhiên, thông báo ngày 16 tháng 9 đánh dấu lần đầu tiên Bắc Kinh xác định và áp trừng phạt với các nhân sự cụ thể của hai tập đoàn quốc phòng Mỹ. Thưa quý vị, hãng tin Nikkei Asia cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ đề bạt các lãnh đạo quân sự cấp cao của đất nước trong Đại hội Đảng Cộng sản diễn ra vào tháng tới. Trong đó, nhiều khả năng ông sẽ ưu tiên những người trung thành với mục tiêu thống nhất vùng lãnh thổ Đài Loan và Đại Lục. Ông Tập đang kiêm nhiệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cơ quan đầu não đưa ra các quyết định liên quan đến các lực lượng vũ trang. Quân ủy Trung ương Trung Quốc bao gồm 7 thành viên, bao gồm cả Chủ tịch Tập. Theo Nikkei Asia, 4 trong số 7 thành viên của Quân ủy Trung ương sẽ nghỉ hưu trong kỳ đại hội giữa tháng 10 sắp tới. Mọi sự chú ý đang đổ dồn về việc ông Tập sẽ chọn mặt gửi vàng những ai vào các vị trí trống. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Miêu Hoa được xem là ứng cử viên hàng đầu để giữ một trong hai vị trí phó chủ tịch thay cho ông Hứa Kỳ Lượng. Một ứng cử viên khác là Thượng tướng Lý Kiều Minh, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu phía Bắc của Quân đội Nhân dân Trung Quốc, PLA. Tướng Liu Chenli, chỉ huy lực lượng mặt đất của Quân đội Trung ương Trung Quốc, cũng là người ủng hộ ông Tập lâu năm và có thể nắm giữ vị trí phó chủ tịch trong Ủy ban quân sự. Ông Liu và ông Lý đều thuộc 200 quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản và có lẽ hai ông đều là ứng viên sáng giá cho vị trí phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Theo Nikkei Asia, trong kỳ đại hội, Chủ tịch Tập dự kiến sẽ nhấn mạnh tầm nhìn của mình về việc thống nhất Đài Loan. Hiện có nhiều quan chức trong quân đội không muốn đạt mục tiêu trên bằng vũ lực, do đó những khuôn mặt hết mực ủng hộ ông Tập như các tướng Miêu, tướng Lý và tướng Lưu có thể giúp Chủ tịch Tập Cận Bình xúc tiến những biện pháp rắn tay đối với Đài Loan. Một số suy đoán cũng chỉ ra ông Tập cũng có thể thăng chức cho Thượng tướng Trương Thăng Dân, một ủy viên quân ủy Trung ương, người dẫn đầu nỗ lực chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc lên làm phó chủ tịch.
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo quân sự có kinh nghiệm trong việc ứng phó các tình huống liên quan đến Đài Loan có lẽ cũng được cân nhắc. He Weidong, tư lệnh quân khu phía đông nơi giám sát các hoạt động liên quan đến đảo Đài Loan và quần đảo Nansei có thể được cân nhắc. Một ứng cử viên nổi bật khác là ông Từ Khởi Linh, người từng chỉ huy lực lượng mặt đất của PLA tại quân khu phía đông. Thường Đinh Cầu, tư lệnh lực lượng không quân cũng được đánh giá là ứng cử viên khá mạnh. Cũng về quân đội Trung Quốc, theo thời báo Hoàn Cầu cho biết, hải cảnh nước này dự kiến bổ sung tàu hộ tống Type 056 nhằm tăng khả năng hoạt động ở Biển Đông. Một đội tàu hộ tống Type 056 gần đây đã tham gia cuộc tập trận do hải cảnh Trung Quốc CCG tổ chức, cho thấy loại tàu này đã chính thức gia nhập CCG. Theo Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời giới phân tích, điều này sẽ nâng cao đáng kể khả năng của lực lượng này trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích hàng hải của đất nước. Chiến hạm có độ choán nước 1.500 tấn được đánh giá tối tân với vũ khí gồm pháo 76mm và pháo tự động, tên lửa đối hạm EG-83, tầm bắn tối đa có thể đạt 230 km, tên lửa đối không HQ-10 và ngư lôi, cùng hệ thống điện tử hiện đại. Hải cảnh Trung Quốc gần đây đã tổ chức một loạt các cuộc diễn tập thực thi pháp luật liên quan đến các nhiệm vụ thách thức như cơ động đội hình, di chuyển lên tàu, đối phó với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và di chuyển phối hợp. Các khóa huấn luyện cũng bao gồm việc triển khai các tàu chấp pháp tuần tra ban đêm, theo thông cáo của cơ quan này cho hay. Đây dường như là lần đầu tiên CCG xác nhận sự tham gia của tàu Type 056 sau khi truyền thông hồi đầu năm đưa tin Hải quân Trung Quốc đã chuyển giao một lô tàu như vậy cho CCG. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định việc chuyển giao tàu Type 056 có thể thúc đẩy đáng kể khả năng của lực lượng hải cảnh trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích của đất nước ở các khu vực trọng yếu như Biển Hoa Đông và Biển Đông. Cũng theo chuyên gia, dù loại bỏ vũ khí trang bị chủ chốt như tên lửa, tàu Type 056 vẫn là một tàu rất mạnh. Thực vị Trung Quốc vẫn đang không ngừng phát triển năng lực quân sự đáng gờm. Theo báo Bưu điện Hoa Đa Buổi Sáng vào hôm 13 tháng 9, thì truyền thông Trung Quốc đưa tin các nhà khoa học nước này đang có kế hoạch phát triển một dòng tên lửa chống hạm siêu thanh có khả năng bay xa hơn mọi loại tên lửa hiện nay. Theo các thành viên phát triển dự án, loại vũ khí này còn được tích hợp công năng độc đáo, đó là có thể biến thành ngư lôi siêu thanh khi tiếp cận mục tiêu và hủy diệt nó từ dưới nước. Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng chỉ ra các thông số kỹ thuật chưa được phía Trung Quốc công bố. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu quân sự đã hé lộ, tên lửa này có chiều dài xấp xỉ 5 mét và có tốc độ tối đa lên đến Mach 2.5 ở độ cao 10.000 mét. Trong quá trình tiếp cận mục tiêu, quỹ đạo bay của nó có thể được điều chỉnh, linh động nhằm tránh bị phát hiện và đánh chặn. Khi còn cách mục tiêu khoảng 10 km, nó sẽ tự động chuyển thành ngư lôi, di chuyển dưới nước với tốc độ 100 m trên giây, nhanh hơn đa số các ngư lôi hiện nay bằng cách dựa trên cơ chế siêu hấp dẫn nhằm làm giảm lực cản của nước. Ông Li Pengfei, trưởng nhóm nghiên cứu dự án tự tin tuyên bố rằng hiện tại trên thế giới không có một quốc gia nào sở hữu loại vũ khí siêu hiện đại đến vậy. Ông cho biết thêm trong tương lai, ông cùng các cộng sự sẽ tiến hành một số cải tiến nhằm cải thiện hơn nữa sức hủy diệt của nó. Một trong số những thách thức lớn đối với ông Li và nhóm nghiên cứu là cải tiến hệ thống điện của tên lửa, sao cho khí tài này tạo ra lực đẩy đủ lớn để chống lại lực cản của không khí và nước. Nhà khoa học này cho biết boron, một trong những nguyên tố nhẹ nhất nhưng lại có khả năng phản ứng tốt trong nhiều môi trường, chính là lời giải cho bài toán hóc búa này. Việc sử dụng boron trong vũ khí thực chất không phải mới mẻ. Nguyên tố này đã được không quân Mỹ dùng cho nhiên liệu của máy bay ném bom siêu thanh và tiêm kích. Tuy nhiên, người Mỹ đã không thành công khi chưa thể tìm ra cách khống chế khả năng phản ứng của boron với không khí, yếu tố khiến hiệu suất động cơ giảm đáng kể. Bẵng đi một thời gian thì gần đây boron lại nổi lên là một gương mặt sáng giá trong cuộc đua chế tạo vũ khí siêu thanh. Theo thông tin mà Bắc Kinh công bố thì nước này đã thành công trong việc chế tạo các hạt nano boron để gia tốc tên lửa lên vận tốc Mach 5+. Còn về phía Hoa Kỳ thì cơ quan hàng không vũ trụ nước này NASA và Bộ Quốc phòng cũng đã chế tạo thành công các ống nano boron từ boron nitride có khả năng duy trì vận tốc là 6.400 km/h cho các vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, cần lưu ý hầu hết các nghiên cứu về boron hiện nay chỉ áp dụng cho môi trường không khí, do đó việc áp dụng cho môi trường nước thực sự là một thách thức lớn, do chưa có một nghiên cứu thực tiễn nào cho vấn đề này. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm khác nhau nhằm tìm ra một tỷ lệ hoàn hảo cho boron để từ đó cải thiện hiệu suất phản ứng. Theo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng, không thể phủ nhận rằng các nhà khoa học Trung Quốc đã tiến một bước rất dài trong lĩnh vực này, hứa hẹn sẽ thách thức ngôi vị bá chủ của Mỹ trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh và cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu sẽ còn nhiều diễn biến khó lường. Thưa quý vị, tờ Nikkei Asia của Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ishikazu Hamada vào hôm 14 tháng 9 đã có lần đầu tiên gặp gỡ người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin để thảo luận về chiến lược răn đe của Liên minh
bao gồm khả năng Tokyo triển khai tên lửa tầm xa để bảo vệ vùng biển xung quanh đất nước mặt trời mọc, nơi đang dậy sóng căng thẳng trong thời gian gần đây. Trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng những hành động cưỡng ép của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan và vùng biển xung quanh Nhật Bản là sự khiêu khích, làm mất ổn định và chúng chưa từng có tiền lệ. Ông nói thêm, chúng tôi đang thảo luận nhiều cách để thắt chặt hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật Bản, bao gồm nỗ lực chung để hiện đại hóa lực lượng liên quân hai nước và gia tăng sức mạnh răn đe tích hợp. Về phía Nhật Bản, Bộ trưởng Hamada cho biết, Tokyo sẽ xem xét mọi phương án bao gồm cái gọi là năng lực tấn công đáp trả, tức là khả năng oanh kích nhắm vào các căn cứ của đối phương để đáp lại một đòn tấn công trước đó. Theo tờ Nikkei Asia, tướng Austin đã mạnh mẽ ủng hộ ý định này, phía Nhật Bản cho biết. Sắp tới Nhật Bản và Mỹ dự kiến tổ chức cuộc họp 2+2 giữa quan chức đầu ngành quốc phòng và ngoại giao của hai nước vào năm 2023. Còn cuộc gặp ngày 14 tháng 9 diễn ra khi cả Mỹ và Nhật Bản đều đang cập nhật kế hoạch quốc phòng của mình. Cụ thể, Washington đang xem xét chiến lược phòng thủ quốc gia, còn Nhật Bản cũng soạn thảo một bản chiến lược đầu tiên theo hình mẫu này của Mỹ. Ngoài ra, Nhật Bản còn cân nhắc điều chỉnh các tài liệu hướng dẫn chương trình phòng thủ quốc gia và chương trình phòng thủ trung hạn. Các tài liệu này dự kiến hoàn thành soạn thảo trong năm nay. Tờ Nikkei cho biết phòng thủ tên lửa là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong cuộc gặp giữa ông Hamada và ông Austin vừa qua, trong bối cảnh đang có nhiều lo ngại về việc Trung Quốc tăng tốc phát triển kho vũ khí tên lửa. Hiện giờ, trong khi Mỹ đã loại biên các tên lửa phóng từ mặt đất có tầm xa từ 500 đến 5.500 km, tuân theo hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung 1987, thì phía Trung Quốc được cho là sở hữu 1.250 vũ khí loại này. Báo Nikkei cho biết, để đảm bảo an ninh quốc gia, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch nâng tầm bắn của tên lửa đất đối hải Type 12 do Tokyo phát triển nội địa lên mức 1.000 km, cũng như mở rộng kho dự trữ loại vũ khí này lên hơn 1.000. Tokyo cũng công khai ý định triển khai tên lửa đến quần đảo Nansei trên biển Hoa Đông, cũng như có thể gắn tên lửa lên tàu chiến và máy bay với tầm bắn đủ vươn đến Trung Quốc đại lục và vùng biển xung quanh Đài Loan. Mỹ và Nhật Bản ngày 15 tháng 9 cũng thống nhất hợp tác phát triển công nghệ đánh chặn vũ khí siêu thanh. Mỹ đang phát triển một hệ thống sử dụng vệ tinh để phát hiện và theo dấu tên lửa siêu thanh. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề xuất khoản tiền để nghiên cứu và phát triển lĩnh vực này trong bản yêu cầu ngân sách cho năm tài khoá 2023. Ngoài ra, ông Hamada và ông Austin xác nhận Mỹ và Nhật Bản sẽ làm việc cùng nhau để phân tích thông tin trinh sát thu thập được từ các máy bay không người lái MQ-9 mà quân đội Hoa Kỳ sử dụng. Sắp tới, hai bên cũng dự kiến tiếp tục đối thoại cấp bộ trưởng về tăng cường và mở rộng sức mạnh răn đe. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản vào hôm 13 tháng 9 cho biết đã tiến hành các cuộc tập trận với Hải quân Ấn Độ ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông của quốc gia Nam Á. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo hãng tin Kyodo News. Tàu sân bay trực thăng Izumo và tàu khu trục Takanami của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản tham gia cuộc tập trận này, trong khi phía Ấn Độ cử tàu khu trục Ranvijay và tàu hộ vệ Sahidre cùng với các máy bay chiến đấu. Theo hãng Kyodo, cuộc tập trận kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 tại khu vực trải dài từ biển Andaman tới vịnh Bangan chiến lược ở Ấn Độ Dương. Các cuộc tập trận diễn ra sau khi Nhật Bản và Ấn Độ tổ chức các cuộc đàm phán an ninh 2+2 tại Tokyo vào ngày 8 tháng 9. Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước đã nhất trí về việc tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, bao gồm cả các cuộc tập trận chung. Hai nước cũng đồng ý tiến hành cuộc diễn tập máy bay chiến đấu chung đầu tiên vào một thời điểm gần nhất. Trả lời báo giới hôm 13 tháng 9, Đô đốc Ryo Sakai, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản cho biết, tiến hành các cuộc tập trận sẽ đóng góp to lớn vào việc thực hiện hóa một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Ông nhấn mạnh nỗ lực tăng cường hợp tác giữa Ấn Độ và Nhật Bản. Theo Kyodo, cuộc huấn luyện bao gồm các bài tập đối phó với các cuộc tấn công từ tàu ngầm và trên không cũng như các bài tập bắn súng. Cũng trong hôm 13 tháng 9, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản cho biết là họ đã tiến hành các cuộc tập trận chung với lực lượng Mỹ vào hôm 9 tháng 9 trên vùng biển ngoài khơi phía tây của tỉnh Aomori. Tổng cộng 25 máy bay của cả hai bên tham gia, chủ yếu là máy bay chiến đấu. Các cuộc tập trận nhằm phô trương lực lượng sau khi Nga và Trung Quốc cũng tiến hành các cuộc tập trận đa quốc gia hồi đầu tháng. Hôm 4 tháng 8, chính phủ Nhật thông báo 5 quả tên lửa đạn đạo của quân đội Trung Quốc đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Nhật. Chúng được phóng ra trong cuộc tập trận nhằm phản đối chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Đây là lần đầu tiên tên lửa đạn đạo của Trung Quốc rơi trong vùng biển của Tokyo. Theo Nikkei Asia, thì các cường quốc châu Âu bao gồm Pháp và Đức đang tăng cường phô diễn sức mạnh không quân ở châu Á-Thái Bình Dương vì các mối lo ngại an ninh mới. Trong cuộc tập trận gần đây ở New Caledonia,
Kịch bản diễn tập là một hòn đảo hư cấu có tên là vùng đất xấu, đã cho thấy dấu hiệu tấn công người hàng xóm ở vùng đất tốt. Pháp nhìn thấy vùng lãnh thổ đó bị đe dọa, đã quyết định triển khai máy bay chiến đấu đến khu vực, hoàn thành nhiệm vụ di chuyển trong 72 giờ. Ngày 13 tháng 8, ba tiêm kích Rafale, hai máy bay vận chuyển tiếp nhiên liệu đa năng A330 và hai vận tải cơ A400M Atlas đã từ Pháp đến Nam Thái Bình Dương theo đúng thời gian trong kế hoạch. Phi đội của Pháp đã dừng lại để tiếp nhiên liệu ở Sula của Ấn Độ và Darwin của Úc. Khi đến Nam Thái Bình Dương, Barry tiếp tục quan sát tình hình từ dữ liệu truyền trực tiếp từ hai chiếc A330, sau đó ra lệnh trực tiếp cho các phi công Rafale để phá hủy căn cứ hậu cần của kẻ địch. Nội dung nói trên là một phần trong cuộc tập trận Bigas 2022 kéo dài 5 tuần mà không quân Pháp đang tiến hành. Nó diễn ra đồng thời với cuộc tập trận tương tự của không quân Đức mang tên Rapid Pacific 2022. Theo đó, Berlin đã gửi 6 tiêm kích Eurofighter và 7 máy bay hỗ trợ đi từ Đức đến Singapore trong vòng 24 giờ. Pháp, Đức và Anh đã tăng cường đưa tàu chiến đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việc họ làm điều tương tự với lực lượng không quân cho thấy châu Âu muốn chứng minh họ có thể điều quân đến khu vực trong thời gian ngắn chỉ vài ngày thay vì vài tuần. Mục đích là nhằm chứng minh chúng tôi có thể triển khai sức mạnh không quân để bảo vệ lãnh thổ của mình hay đồng minh, Thiếu tướng Stefan Rohn, người chỉ huy cuộc tập trận đang diễn ra của không quân Pháp, nói với Nikki. Ông nói thêm, Pháp quyết tâm giúp bảo vệ chủ quyền của các nước ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thiếu tướng khẳng định, Pháp là một quốc gia thuộc về khu vực này. Pháp có hơn 2 triệu công dân ở Thái Bình Dương và vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi rộng khoảng 9 triệu km2. Phó giáo sư Michito Chiruka, nghiên cứu về chính trị châu Âu và an ninh quốc tế tại Đại học Kyoto, Nhật Bản, nhận định rằng nếu có tình huống nguy hiểm bất ngờ ở Biển Đông hoặc eo biển Đài Loan, Pháp có lẽ sẽ triển khai lực lượng tới Nam Thái Bình Dương như một biện pháp để đề phòng. Các cuộc tập trận đang diễn ra của Pháp là chuẩn bị cho kịch bản đó, phó giáo sư cho biết. Ông chỉ ra, khí tài của không quân có thể được triển khai nhanh chóng hơn của hải quân. Vì vậy, chúng ta có thể nhìn thấy các lực lượng không quân và hải quân châu Âu cùng tiếp tục hiện diện nhiều hơn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới trong tuần hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.